Chào con, hôm nay quay chia sẻ cho một con bón phân nước hạt cho lúa em 18 hè thu đó, giai đoạn đỏ đuôi rồi cỡ 82 ngày. Này chắc nước lạnh không nữa quá. Đâm ra cái thằng đạm này là nó rẻ thằng đạm Cà Mau hay sao, thấy vàng vàng bữa hổng ông chú kia mua hả? Thằng đạm Cà Mau mà không không biết Cà Mau vàng này nó mắc hay là Cà Mau trắng mắc á, bữa hổng thấy Cà Mau trắng 500 mấy, thằng này có 500 nè, không biết sao à. Cái này nó ít hơn kia tới 10 kg, 40 kg à? Phải ba là 40 kg, bởi vì nó sao không 500 mà Cà Mau kia tới 560 rồi, nói là mắc hơn tới nó nặng hơn 10 kg. Cà Mau bao 50 kg như nó nói 600 mấy, không lên 620, 621, 620 nữa. Đứa này nó dễ xuống màu chứ con, chính cái đầu nó xuống ngạo cháy bị lá lự cho miếng nào miếng nét ta. Có ai nha, cái này là cháy lá chưng, còn cái lá đài nè, lá đài nó bị vậy là bắt đầu dần nữa bắt đầu nó cháy lan ra, cái này kêu dần lá chín sớm á, cháy bị lá nè, cháy bị lá dần lá chín sớm nó còn này lúa 2 tuần. Đây gái đạm bio Cà Mau bao 50, bao 40 kg màu vàng, bao này cũng 500 mấy, đây khối lượng gần 40 kg. UG Cà Mau bio kháng khuẩn khử mặn hạ phèn, bón này do là kháng khuẩn khử mặn hạ phèn luôn. Chầm dày quá bà con thấy nè, cái chỗ lên cong xuống không có thấy hộp chân bồng ní 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 không, có thể biết còn mò không để có xịt mò yếu chân. Lép có lép đây gai nữa không, thì mấy cái hộp lép này là mấy hộp không có nhị nữa, bây giờ nó lép lép nhiều.